Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trên hệ thống website nhà đất Huy Hùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Buổi chiều hôm nay Hùng sẽ đến với trục đường Nguyễn Văn Khối, phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà phố hiện đại với diện tích ngang 4m2, độ dài 14m và thiết kế là một trệt 3 lầu. Nhà mình có hướng là hướng Bắc, phù hợp với quý vị mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà mình nha. Căn nhà mình nằm trong một khu phố rất là đẹp và ổn định. Đây là mặt tiền. Căn nhà được thiết kế với kiến trúc hiện đại rất là sang trọng. Và nhà mình được tặng kèm full nội thất bên trong nha mọi người. Ta để ý mặt tiền này. Và đây là con đường trước nhà mình. Một con đường này đang là con đường bê tông. Nó nằm khoảng chừng 6m, xe hơi xe tải vào nhà mình rất là thoải mái và dễ dàng. Và đường nhà mình là đường một xẹt, cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Khối của mình khoảng chừng 250m thôi nha mọi người, gần bên công viên làng hoa cũng như chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, sát với đường Thống Nhất, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Chúng ta để ý con đường trước nhà này, đường này thì xe hơi vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng nha mọi người. Rồi mình xin mời tất cả mọi người chúng ta theo chân Hùng vào bên trong căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 14m và thiết kế là một trệt 3 lầu. Thì phía trước đây chúng ta có một lớp cửa cổng phía ngoài, bên trong chúng ta có lớp cửa sắt, lớp cửa chính. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ có khu vực sân đậu xe máy và khu vực không gian phòng khách trên tầng trệt. Nhà mình được thiết kế là một trệt 3 lầu với công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng Bắc và căn nhà mình được thiết kế và trang trí nội ngoại thất cực kỳ đẹp. Và sẽ được gia chủ tặng lại hết toàn bộ nội thất bên trong cho quý anh chị mình khi chúng ta mua. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá chỉ hơn 6 tỷ thôi. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất Huy Hùng.com, cũng như hệ thống fanpage Facebook nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Thì đây chúng ta có khu vực để xe máy này và phòng khách. Thì đây chúng ta có bộ sofa, cây kiểng, trên tường chúng ta sử dụng giấy dán tường, đèn chiếu sáng, rồi có khu vực ốp nhựa giá gỗ và tủ kệ tivi. Phòng khách của nhà mình nha mọi người. Chúng ta cùng xem này. Căn nhà rất đẹp và tuyệt vời nha. Và khi chúng ta mua thì tất cả nội thất như thế này sẽ được anh chủ nhà anh tặng lại hết cho chúng ta. Thì quý anh chị quan tâm hãy bốc máy và gọi ngay đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ở tường, khu vực tường này thì chúng ta ốp nhựa và ốp giả đá nhìn rất là sang chảnh luôn nha mọi người. Phía sau thì chúng ta sẽ tới với không gian phòng bếp. Phòng bếp của nhà mình thì mới một bộ bàn ăn 6 ghế này, theo kiểu bàn ghế Hàn Quốc được gia chủ tặng lại khi chúng ta mua. Phía trên thì chúng ta có đèn chùm, quạt gió. Và tường thì chúng ta ốp gạch lên cao tới trần luôn, rất là sạch sẽ, có cây xanh. Bên này thì có tủ kệ bếp được làm với hệ thống tủ kệ bếp tủ nhựa, được làm và trang trí rất đẹp và cao cấp. Có khu vực bồn rửa chén bát cũng như là khu vực đặt bếp và máy hút mùi. Căn nhà rất tuyệt vời nha mọi người. Đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình mình trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những kênh bán nhà lớn nhất quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm liên hệ bên Hùng thì chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan, được giảm ngay từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và căn nhà này đang được bên chủ nhà chào bán là 6 tỷ 400 triệu đồng thôi, còn thương lượng. Và với giá bán hơn 6 tỷ như thế này thì quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho bên Hùng để đi xem và sở hữu ngay em nó với giá cực kỳ tốt nha. Phía dưới cầu thang chúng ta có một phòng vệ sinh, chúng ta sử dụng dưới không gian dưới tầng trệt, dưới phòng khách và phòng bếp nha. Cầu thang thì chúng ta có tay vịn được làm bằng chất liệu gam xe sơn màu đen này, và lan can cũng được làm bằng chất liệu gam xe và sơn màu trắng. Đây mình quay từ phía sau ra, chúng ta để ý này, đây là phòng khách và khu vực đậu xe máy nha, đó rất là đẹp. Rồi mình sẽ lên khu vực không gian phòng ngủ nha. Nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ nha mọi người, 4 phòng ngủ đều là full nội thất rất đẹp và cao cấp. Sàn phòng ngủ thì chúng ta sử dụng sàn gạch gỗ này. Và phòng ngủ số 1 nhà mình này, chúng ta có giường ngủ này, chăn ga gối đệm, máy lạnh đây nha mọi người.
Đây là giường ngủ 1m8 nha. Tủ áo, tủ kệ tivi, bàn trang điểm, máy lạnh Akino, có cửa sổ ra khu vực giếng trời này mọi người. Và nhà mình thì mỗi lầu chỉ xài một phòng vệ sinh thôi. Đây là phòng vệ sinh của lầu 1 nha mọi người, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, với tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh có cửa sổ ra khu vực giếng trời luôn. Chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của nhà mình này, với tủ kệ tivi này, rồi giường ngủ 2m này, máy lạnh này. Phía trước chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công. Ban công phía trước này. Rồi giường ngủ, tủ áo, tủ kệ tivi. Rồi mình sẽ lên lầu 2 để tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà bán nằm trên trục đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gần với khu vực công viên Làng Hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Đông Tây, thông ra đường Thống Nhất. Và giá bán cho căn nhà này là 6 tỷ 400 triệu đồng. Đây là phòng ngủ số 3, phòng ngủ phía sau chỉ có nội thất. Phòng ngủ vệ sinh của phòng ngủ số 3. Rồi mình sẽ qua phòng ngủ số 4 này. Đây là phòng ngủ số 4 nha mọi người. Rồi mình sẽ lên khu vực kinh doanh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Với hướng nhà là hướng Bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và căn nhà mình thiết kế theo kiến trúc hiện đại rất đẹp và cao cấp. Đây là khu vực sân thượng sau cũng như là phòng giặt và sân phơi. Đây thì lợp mái hết rồi, có cầu thang lên trên luôn này mọi người. Và người này là khu vực sân thượng trước cũng như là phòng thờ. Đây là phòng thờ của nhà mình này. Và sân thượng trước này. Đây là con đường trước nhà này, con đường rất là rộng nha, xe hơi xe tải ra vào và quay đầu thấy mái luôn, khu dân cư xung quanh này. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể gọi ngay cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.